Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của các hình thế gây mưa, khu vực vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc đã có mưa to. Như tại Hà Giang, lượng mưa từ đêm qua đến sáng nay tại nhiều khu vực đều đạt mức hàng trăm mm. Cao nhất tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang là 289 mm. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở trên quốc lộ 34 nối Cao Bằng với Hà Giang. Hai đợt sạt lở đã vùi xe 16 chỗ và nhóm người đang đẩy xe. Xe 16 chỗ chở 16 người bị vùi lấp đếm bánh. Đến chiều tối nay đã tìm được 11 thi thể và còn 2 người đang được tìm kiếm. 4 người bị thương đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Trong đêm nay, vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang. Ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ vẫn có điểm mưa to. Trong khi ở khu vực Đông Bắc và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi. Sự xuất hiện của giải hội tụ nhiệt đới hút làm gió Tây Nam hoạt động mạnh mẽ hơn, khiến cho mưa dông cũng có xu hướng gia tăng ở Tây Nguyên và Nam Bộ, tập trung trong đêm nay và chiều tối mai. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra như là tố lốc, gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Chiều nay 13 tháng 7, một vùng áp thấp được hình thành trên khu vực phía tây của khu vực giữa Biển Đông, sau đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 giờ đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc và cường độ mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên toàn Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Cùng với tình trạng biển động nên không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 13 tháng 7 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!